Vào rồi. Họ xem mà nhìn mình chán. Xong các đơn vị quân anh test hết rồi, không có loại nào tạm tạm nữa. Có y y y bó y không có y thần cái gì bó này thôi, đang bó cả đau luôn không biết đâu mới không biết. Biết hôm nay quay phát nó sẽ là giật lag, cố gắng quay. Và nếu mà sau này anh em muốn xem lại thì có thể anh em xem lại video thôi. Biết là anh em xem trực tiếp nó rất là khó chịu, rất là khó nhức, là nhức mắt. Bên mình vẫn cố gắng quay bằng được. Và sau này thì mình sẽ bên quay phát sẽ cố gắng sẽ khắc phục được cái hiện tượng giật lag này và anh em thông cảm. Trận đấu thứ nhất đã kết thúc khép lại với tỷ số là 0-3. Bây giờ chúng ta sẽ đến cả trận đấu thứ hai. Ở trận đấu này thì quân bên kia là Katha Pan và bên mình là Siang Katha. Việc hiện tượng giật lag này để mà hỗ trợ các game thủ được tốt hơn, ví dụ như bo be hay nhắc lỗi hở cái gì hay là bơm đồ, nó là rất khó. Và nếu như mà anh em mình cảm giác rằng xem giật lag quá thì anh em có thể là về xem lại video, anh em có thể là xem lại trên kênh Vec 1, vì Vec 1 thì mạng nó rất là mượt. Còn đây là kênh YouTube riêng của Hà Nam, còn kênh của bên Hà Nội sẽ là đang quay văn lớp như việc của Cóc Quýt. Hy vọng rằng mạng nó sẽ mượt trở lại. Vẫn là rất khó, vừa mới mượt được một tí rồi lại lag ngay. Và chúng ta đến cái bài Xiang. Tí người cầm Katha xem Xiang của Hoàng Mai có gì đột biến hay không. Xiang có 7 hiệu 7. Không biết là Xiang có đồ gì nữa hay không, cần một đồ thôi là Xiang có thể đủ thi đấu rồi. Thì đây là 7 hiệu 7 Bắc Binh. Vẫn sống. Tưởng gặp hai sư tử tưởng chết cơ, nhưng mà thực ra thì một con sư tử nó cắn thần dân. Ôi, chết hai dân. Bài Xiang này trông có vẻ là hơi rách rách, bài yêu đầu trông có vẻ rất ngon rồi, thực ra nó cũng hơi rách rách. Bây giờ chết hai dân thì tính ra cũng chỉ là một gọi là quân bình thường thôi, coi như Xiang sẽ hóa thành baby.
Thằng bài xèng này có vẻ hơi thốn. Được trận cầm quân tuyển thì bài nó hơi rách. Đó là lý do mà hôm nay mà cả Hoàng Mai Nhi là cũng như game thủ Cao Quyết rất tự tin. Có một, trong cái đốm đen này có đôi voi, thế mới đăng lỏng. Kể ra phát hiện ra sớm đôi voi này có lẽ là tươi hơn, dễ đánh hơn. Nếu đôi voi này gần nhà thì sẵn sàng Hoàng Nhi sẽ rơi vào cái thế đánh chém ít dân. Nhiều bảy đôi voi là có thể đánh chém được. Ngày xưa mình hay cầm xe, mình hay rất thích kiểu ép kiểu cái bài hiêu bảy đôi voi này về đánh ít dân thôi, 20 dân cũng được, đầu 8 kích. Nhưng vấn đề là chúng ta phải chủ động, chúng ta phải phát hiện ra đủ tài nguyên là đôi voi sớm cơ, ép ít dân lên đời sớm, sau đó thì có thể khoanh ruộng ra dần dần lên đánh 1L thôi. Một bài rách và Seng sẽ là người quyết định đánh chém. Quân bên đội bạn là Katha với Pan. Có lẽ là mình phải quay ra máy của Hoàng Mai Nhi, mình ngồi mình xem đằng sau mình bình luận cho nó dễ. Bởi vì cái kênh quay phát này xem nó hơi giật. Mình hy vọng rằng cái dây mic sẽ kéo ra gần Hoàng Mai Nhi, mình bình luận nó sẽ ổn hơn. Rồi có lẽ là bình luận như vậy thì nó sẽ dễ hơn một chút. Khả năng như thế là ngon lành. Cũng ngồi ở đây mình đang quan sát máy của Hoàng Mai Nhi. Máy quay ngồi đây bình luận thì có vẻ là chuẩn hơn rồi. Hoàng Mai Nhi đã phát hiện rằng nhà vị trí của màu 5. Nâng cấp bánh xe cho Hoàng Mai Nhi. Pan có hốc, có rất nhiều dân đang ở tập trung ở khu vực vị trí này. Một L một P đến từ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi đã bò về vị trí B để giữ dân rất khéo rồi. Hy vọng rằng con phù sẽ hoạt động hiệu quả. Không biết là bài Pan họ có quá khỏe để đánh theo kiểu một L. Phù phù phù. Con sao con, con sao con sao. Rất đông lạc đà. Cứ sớm xuất hiện ra nó lại té ngay. Chưa hù được. Rồi, đã hù được một con lạc đà Pan của kiếm thủ màu 5 là gắm cáp quýt rồi. Và đang ra ruộng dần đến từ Hoàng Mai Nhi. Cẩn thận tí, cẩn thận bị đạt nhá. Nếu đoán không nhầm thì Pan bên họ sẽ đánh kiểu thấy một L một A và lên. Bên họ đánh 2L một L đây. Màu 4 là đánh cung A. Van lấp cầm Katha tự tin đánh cung A một đáo. Đang ra được khá nhiều ruộng cho Pan rồi. À, cho xe của Hoàng Mai Nhi rồi. Ta sẽ một chiến thuật là bơm đồ cho Hoàng Mai Nhi để chuyển A. Con lạc đà của Hoàng Mai Nhi đi khá hiệu quả. Có phủ. Pan đánh bài 1L 1T ạ. Game thủ tí thì đang công hù sang vị trí nhà Pan, còn Hoàng Mai Nhi sẽ tự thủ ở nhà để hướng chuyển A. Có gỗ thì bơm sang em ơi. Rồi thì gỗ bơm sang.
Có cung A một áo đang tấn công sang vị trí của Hoàng Mạnh Nhi, cần số lượng quân của bên thủ tí về trở về đỡ cho Hoàng Mạnh Nhi. Số lượng cung A một áo thì nó cũng không phải là có gì gọi là quá tuyệt, vấn đề thì cung A họ đi kẹp cái lạc đà, số lượng cung A nó đang là rất đông. Chúng ta sẽ đảo máy qua game thủ các tí. Game thủ tí đang ốp lờ của nhà vị trí của bên họ, không biết là lờ mình hay lờ họ đây. Lờ bên họ vậy ạ, biết rất tốt. Hoàng Mạnh Nhi sau khi bị bỏ nhà thì bị ốp nhà thì Hoàng Mạnh Nhi chấp nhận là đánh cái thế bay nhà, giạt dần té đi khắp liên tục. Katha đang chiếm được cái ưu hơn so với vị trí nhà Pan rồi. Ở bên trong họ có phủ. Cái thế này thì chúng ta phải chờ đợi Hoàng Mạnh Nhi thôi. Và nếu như không có vị trí nào hồi được thì rất khó. Vâng, đã quyết rồi, vâng, tỷ số trận đấu thứ hai là 0-1